Thưa quý vị, tối qua 18 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đơn vị Trung tướng Võ Văn Liêm từng công tác trước khi nghỉ hưu, có công văn đề nghị Công an thành phố Cần Thơ kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành là người đã chặn xe chở Trung tướng Liêm vì đã có cư xử thiếu tế nhị, để lan truyền clip cự cãi ảnh hưởng hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày hôm nay, phía Công an Cần Thơ đã lên tiếng về thông tin này. Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ khẳng định cơ quan này chưa nhận được bất kỳ văn bản chỉ đạo nào từ Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong việc đề nghị kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành như thông tin trên mạng lan truyền. Trước đó, Công an quận Bình Thủy đã cung cấp cho báo chí hình ảnh chứng minh ô tô chở Trung tướng Võ Văn Liêm chạy quá tốc độ. Công an quận Bình Thủy cho biết sẽ mời tài xế lên làm rõ việc điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, Trung tướng Võ Văn Liêm vẫn không chấp nhận kết quả mà Công an quận Bình Thủy đưa ra. Vâng, trong câu chuyện này thì nhiều người thấy ông Liêm vừa đáng trách mà cũng rõ ràng là đáng được thông cảm. Danh dự, sự nghiệp của một vị trung tướng quân đội đã có thể bị ảnh hưởng ít nhiều sau sự việc ồn ào này. Và cái đó thì giống như bát nước đã hắt đi, rất khó để lấy lại. Ông Liêm đáng trách vì trong một phút bị mất bình tĩnh đã phát ngôn thiếu suy nghĩ, thậm chí còn lăng mạ người thi hành công vụ. Nhưng cũng đáng thông cảm vì như lời ông nói thì vào thời điểm đó thì ông đang rất là vội để đi có việc gấp. Nếu như tài xế vi phạm thì cảnh sát giao thông cứ giữ giấy tờ trước rồi xử phạt sau. Tuy nhiên, Trung úy Thành thì cứ đòi khám xe nên ông mới nổi cáu và phát ngôn thiếu kiểm chế như vậy. Vâng, điều khiến vị trung tướng về hưu bức xúc như ông nói, còn ở việc chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nói xe chở ông đi nhậu với bồ, trong khi người ngồi sau chính là vợ của ông. Ông Liêm nói hành động của chiến sĩ cảnh sát giao thông đã vượt quá cái ngưỡng kiềm chế cũng nóng giận của ông. Vì thế, sau khi sự việc này, bản thân các chiến sĩ cảnh sát giao thông có lẽ cũng nên rút kinh nghiệm trong việc ứng xử đối với người dân. Bởi đôi khi nếu cứng nhắc, họ sẽ vô tình kích động người vi phạm, gây ra những hậu quả khôn lường. Vâng, và trong dự thảo thông tư ban hành quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, thì cán bộ chiến sĩ không nên gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Nếu theo quy định này thì cảnh sát giao thông nên xem lại việc cầm gậy lao ra giữa đường chặn xe hay là bám theo những xe bỏ trốn thì có nên hay không. Dù rằng hành động lái xe bỏ chạy khi đã nhận được lệnh của cảnh sát giao thông cần phải bị phạt nặng, nhưng có nhiều cách đơn giản hơn, an toàn hơn để xử lý, ví dụ như ghi biển số xe và phạt nguội chẳng hạn. Bởi việc cảnh sát giao thông lao ra chặn xe hoặc bám theo xe bỏ trốn có thể gây nguy hiểm không chỉ cho người đi đường mà còn cho chính các cảnh sát giao thông, vì có thể kích động lái xe khiến họ gây tai nạn. Như vậy thì vô tình cảnh sát giao thông đã tạo ra tình huống thúc đẩy người khác phải phạm tội.